Diệp Phàm lập tức nghĩ tới độc nhân, ngoài nàng ra thì còn ai, nhu tử kinh diễm nhất xưa nay, ngạo nghệ cổ kim, không sống vì thành tiên. Hắn từng tranh hùng với Hoa Vân Phi, không chỉ một lần đôi mặt với Bảo Bình Đại Đạo, biết do thứ này huyền ảo vô thượng, là độc nhân tài ba sáng tạo, dùng phàm thể chứng đạo thành đế. Ngay cả tiểu tùng cùng nghe mê mẩn, một góc bất tử dược chủ động hiến thân tùy tùng, tiên tử kia lại không để ý, đúng là huyền bí, làm sao những đại nhân vật chấn động cổ kim chịu nổi độc nhân cả đời cao ngạo, trên trời dưới đất mình ta độc tôn, thần chủ các vực cúi đầu, ngạo thị cổ kim tương lai, những lúc này mặt đầy nước mắt đau thương. Diệp phàm xuất thần, cảnh tượng này cùng chỉ có hà thủ ô thấy được, trên đời còn ai thấy qua, người đời chỉ thấy một cô gái vô địch, tự xưng độc nhân, khó tin là còn có một mặt yếu đuối như thế. Nàng có thể chém sao hái trăng, đánh khắp nhân gian, độc tôn trên đời, là cô gái không thể đánh giá nhất xưa nay, một trừ độc chấn động vạn cổ. Hà Thu Ô tự nhiên không thấy được phong thái sắc bén vang dội cổ kim của độc nhân, nó chỉ cảm thấy cô gái kia rất đẹp, gần như không đúng thực, mặt đầy nước mắt làm người ta đau lòng, đương nhiên thần thông càng là nghịch thiên. Chính là nơi này, Hà Thu Ô dẫn đường cho bọn họ, đến trước sườn núi, Diệp Phàm liền ngây dại, tiểu tùng cùng đặt mông xuống đất, dòng thác cao vạn trượng đổ xuống che nửa sườn núi này, không phải nước, mà là con sông dài hỗn độn từ trên vách núi đổ xuống, một mảnh mơ hồ. Hai Thu Ô nói đây là thần tích vị tiên tử năm đó để lại, hai mươi mấy vạn năm trước chấn động cô luôn rung lên, thiếu chút sụp đổ. Ngày xưa, độc nhân đau lòng muốn chết, ở nơi này ngửa đầu than thở một tiếng, bầu trời chín vầng trăng rơi xuống tám, mái tóc đen xóa tung, mặt treo nước mắt, làm cho thiên địa sụp đổ. Trong lòng diệp phàm rung động, đại đế cổ quá mạnh mẽ, nhấc tay cùng hái trăng sao, hủy diệt cắn khôn, khiến tâm thần người ta lay động ta từng chính mắt thấy đang nhấc tay chém xuống một ngôi sao luyện ra một khối bia hà thù ô run giọng nói trên sườn núi kia có một mảnh áo dính máu lúc này vẫn còn nhìn rổ, bị hỗn độn bảo vệ hai mươi mấy vạn năm vẫn bất hủ lơ lửng trên vách núi bên cạnh có một tấm bia sáng chói diệp phàm mở thiên mục cẩn thận nhìn mơ hồ thấy trên áo có một hàng chữ ngắn gọn vội vãng ta sắp chết làm sao đây trong lòng Diệp Phàm run lên, khó trách độc nhân đến đây, tới chỗ này lại đau lòng, nhìn chữ trên tấm áo máu làm sao bình tĩnh được? mạnh mẽ như nàng muốn cao thấp với trời, nhưng cũng không thể sống lại một bộ thi cốt đã chết nhiều năm. Tấm bia đá dùng một ngôi sao trời luyện thành, loay lên ánh bạc chiếu rọi tới nay, bên trên khắc đạo ngân của độc nhân, quấn quanh hỗn độn mờ mịt bảo vệ nơi này, tuyệt đối là một trí bảo, nếu có người thúc đẩy được thì nhất định sẽ quét ngang một mảnh tinh vực, nhưng xem chừng không có ai dám tới gần dám động tới bia đá do độc nhân lập ra thì hắn chắc chắn phải chết. Ngài cùng thấy đó, dòng thác hỗn độn kia chảy ra từ bia đá, hai mươi mấy vạn năm cùng không khô cạn, là một chỗ thần tích vô thượng ở Cồn Lôn. Hà thủ ố nói, hai mươi mấy, mấy vạn năm qua, phàm là sinh linh hùng mạnh luyện binh đều lựa chọn nơi này, chỉ cần dẫn ra một tia hỗn độn khí làm lửa rèn luyện pháp bảo, liền có thể làm phẩm chất tăng lên một mảng lớn hà thủ ô hảo ý nói cho nơi này bọn họ có thể dùng đúc lại binh khí dùng hỗn độn làm ngọn lửa rèn luyện chắc chắn thành bảo binh đinh của diệp phàm tự nhiên không cần phải làm ngày sau độ kiếp là được hắn lấy mấy món phụ tùng nhỏ của tiểu tùng tế luyện một lần như là gùi thuốc nhỏ của nó cùng với chiếc chuông rèn bằng đại la ngân tinh phía trước có nguy hiểm có thần linh ở đó ta không dám đi tới sợ bị bắt lấy hà thủ ô cảnh cáo phía trước nó cùng chưa đi không dựng dục thành tiên địa diệp phàm gật đầu để cho nó rời đi sau đó dẫn tiểu tùng tiếp tục lên đường năm đó thân triều vũ hóa hộ tống hy vọng thành tiên đến nơi này tiến hành chữa trị xem ra ca ca của độc nhân là một thành viên trong đó có lẽ bất hạnh nằm lại ở đây giống tiếng giống như sấm rền truyền ra một con sứ tử ba đầu toàn thân sáng trói khuấy động bầu trời há miệng hút một cái căn nuốt sạch sẽ tinh khí trong phạm vi mấy chục dặm thật là dị thú khá mạnh, cùng chỉ có côn lôn tiên mạch mới có thể tầm bổ được mạnh thú cỡ này. Diệp Phạm nói, thiên địa tinh khí khô cạn, côn lôn là ngoại lệ, bởi vì tinh khí sinh mệnh toàn bộ cổ tinh hội tụ về đây, tự nhiên có thể sinh ra thú thần. Còn sứ tử Hoàng Kim này rất mạnh, còn có thực lực cấp giáo chủ, hẳn là tồn tại cấp đỉnh ở côn lôn, dít gào một tiếng chấn động phong vân, núi non run rẩy. Còn mắt sư tử hoàng kim như đúc sáng, liếc nhìn Diệp Phàm, há mồm muốn nuốt luôn vào miệng diệp phàm phóng ra khí cơ mạnh mẽ sư tử hoàng kim run lên lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng tiếp đó quay đầu bò chạy vào trong núi non nửa canh giờ sau diệp phàm lướt qua dãy núi tiến vào vùng đất trống trải phía trước chỉ còn mấy ngọn núi lớn không nối liền một chỗ địa thế thật kỳ lạ ồ chẳng lẽ có thần thú hay sao khí cơ nơi này không bình thường hình như có tồn tại rất mạnh mẽ trong lòng diệp phàm vừa động tiểu tùng kêu lên đeo gùi thuốc chạy lên đỉnh đồi vui vẻ đào một gốc bảo dược tràn đầy ánh sáng mấy ngày qua nó thu hoạch rất nhiều hay lấy rất nhiều cổ dược lấy được ba góc dược vương nhỏ khoảng 5-6 vạn năm đều hiếu kính cho diệp phàm trong lòng vui vẻ một tiếng giống to chuyển đến dao động kịch liệt thiếu chút nữa lật nhào tiểu tùng còn sư tử hoàng kim bảo hộ nơi này vừa sợ vừa e ngại nhìn chằm chằm diệp phàm hơn nữa một lão giao long bay tới toàn thân ngập lửa như chui ra từ trong núi lửa sóng nhiệt ngập trời thiêu hủy một mảng đất lớn hai con dị thú cấp giáo chủ giữ cửa, xem ra nơi này có tồn tại mạnh mẽ, chẳng lẽ chàm đạo hay sao? Trên người Diệp Phàm phóng ra khí cơ mạnh mẽ, liền dọa lão giao long cùng sư tử Hoàng Kim Hoàng Sợ, không ngừng run run lui ra. Phía trước, trên đỉnh núi cao chìm trong mây có một gốc cây tùng lửa cắm rễ trong khai đá. Đây là loài dị trùng, giống như cổ tùng bình thường, nhưng thích lửa, sinh trưởng trong dung nham, rất phi phàm. Ở chân núi có một cái hang lửa, phun ra khói lửa, một tiếng giống truyền ra, núi non rung động, rất nhiều núi non ầm ầm rơi đá xuống. Sứ tử Hoàng Kim cùng Lão Giao đều lộ ra thần sắc e ngại, nằm sấp xuống, hiển nhiên bị loại thần uy kia trấn nhiếp, đó là chủ nhân dường như trách tội chúng nó. Vương giả trảm đạo Trong mắt Diệp Phàm loái lên thần quang, tuy rằng cô lôn tiên mạch bất phàm, nào ngờ quả thật gặp tồn tại siêu cấp, chẳng qua hắn cùng rất vui vẻ, khao khát gặp được địch thủ, ầm mây lửa ngập trời bay lên như có vạn rồng nhảy lên đủ loại hình dạng một tiếng thét dài như giống ngâm hổ gầm chấn động mảnh núi non một đạo ánh sáng đỏ rực bay lên một con dị thú thần tuấn chạy tới quá nhanh nhanh đến nổi sư tử hoàng kim cùng giao long còn chưa phản ứng đã bị đá bay ngay cả diệp phàm cùng lắp bắp kinh hãi nó đạp mây lửa chạy tới tốc độ nhanh đến cực hạn cảnh giới ngoài diệp phàm có bí quyết trừ hành ra gần như không có gì sánh bằng nó đây là một con long mà chân đạp lửa đỏ toàn thân đỏ rực cao ngạo như thần nhấc chân đá bay lão giao long cùng sư tử hoàng kim rất bất mãn với chúng phong thái ngạo nghệ thiên hạ nó thét dài một tiếng không phải ngựa hí mà đinh tai nhức óc như rồng ngâm đám mây trên trời cùng tan mất phóng về phía diệp phàm đạp bầu trời bàn chân to hơn miệng chén đạp về phía ngực diệp phàm cái này đâu phải ngựa nhảy lên giống như rồng, khí tức khủng bố sau khi diệp phàm tràm đạo còn chưa gặp sinh linh nào dám miệt thị hắn như thế đúng là ngựa đạp thánh thể nhân tộc, bầu trời cùng bị đạp nát, khó trách sư tử Hoàng Kim cùng lão giao long kia kinh sợ. Diệp Phàm không tránh né, lấy tay vươn ra chụp lấy vó ngựa, lòng mã giống to một tiếng, cả người chấn động mạnh, lộ ra thần sắc khó tin, nhảy dựng lên, ầm ầm ầm. Lòng mã đạp mây lui ra mấy chục dặm, chỉ vì nó quá nhanh, đạp sụp mấy chục ngọn núi phía trước, không lâu sau mới chuyển ra âm thanh. Cảnh tượng này thật khủng bố, thần uy của con ngựa này ngoài tưởng tượng phóng đi đạp sụp trời nứt đất trên đời khó có ai chấn áp được nó ngay cả diệp phàm cùng phải chấn động dù là có giữ lại nhưng chỉ có một chút mà thôi còn xa mới dùng toàn lực nhưng trảm đạo thông thường cũng không thể chịu được nếu đổi thành vương già khác thì chắc đã thành thịt nát rồi mà con long mà này không ngã xuống hơn nữa cùng không bị thương nhảy ra đáng xa mạnh khủng bố tuyệt đối là dòng rồng hiếm thấy hắn không khỏi đánh giá cẩn thận toàn thân con ngựa đỏ rực giống như thân rồng, bốn chân rực lửa, trên người có long lân sáng chói như hoàng huyết xích kim. Đồng thời cùng có bồng ngựa bình thường đỏ rực, chói hơn tơ lụa, không có một sợi lông tạp. Trong sách cổ có ghi long mà là tinh hoa thiên địa, nhìn giống ngựa có vảy rồng, gọi là long mà. Cao tám thước năm tấc, Diệp Phàm càng nhìn càng giật mình, giống y như sách cổ có ghi, đó không phải phàm thai, mà là thiên địa tinh hoa dựng dục thành. Đây là một loại dị thú, xưa nay chỉ gặp mấy lần, đại biểu điềm lành, trong sách cổ có ghi Phục Hy nắm giữ thiên hạ, long mà bước ra từ dòng sông hỗ trợ. Khó trách chịu được ta đánh mà không chết, đúng là một con lòng mà. Diệp Phàm lầm bầm, hiện thời không có mấy vương giả tràm đạo có thể thừa nhận một chiêu của hắn mà không chết. Cũng không phải hắn tự phụ, mà là tình hình thật sự, hắn chém ngược đại đạo thành công, thực lực tăng lên bước khiến người ta sợ hãi. Long mà rít gào một tiếng, dòng ngâm chấn động tầng trời, toàn thân đỏ rực đạp lửa lao tới lần này Diệp Phàm xoè tay, năm ngón tay vươn ra đè xuống Long mà, con ngựa này vô cùng cao ngạo, mạnh mẽ nhảy lên cao mấy chục trượng, đạp vào bàn tay vàng của hắn. ầm, ừ. thân thể Long mà chấn động, bốn vó đạp nát bầu trời, lao thẳng ra xa, khoái miệng chán máu, nhưng vẫn không chết, khí huyết mạnh mẽ, chỉ bị chút thương nhẹ. lần này Diệp Phàm động dung, vương giả tràm đạo trong thiên hạ có lẽ không mấy người áp chế được con ngựa này, tay hắn tuyệt đối đầy nát núi non mà con ngựa này lại chịu đựng được. Đây là thần linh mà Hà Thụ Ô đã nói. Diệp Phàm từng bước lên trời cao, lại vươn tay đè xuống, đã dùng sức rất lớn, long mà lợi hại nhảy lên không, đạp nát một mảnh núi cao đứng trên cao nhìn hắn. Loài ngựa do thiên địa sinh ra này chỉ có thánh hoàng trong truyền thuyết thượng cổ mới có được, tâm thần Diệp Phàm vừa động đều đánh bại nó thu làm thú cưỡi ngày sau trở về bắt đầu tuyệt đối có thể ngựa đạp vạn địch lòng mã đạp thiên ánh lửa toàn thân nhảy lên những chiếc vẩy như hoàng huyết xích kim nhấp nháy hào quang bắn ra bốn phía trên đầu sinh ra hai lòng rác cặp mắt giận dư trừng lên nhìn diệp phàm còn lòng mã này cao ngạo tới quá phận mấy chục lần vọt tới bàn chân lớn như cái chậu đều trực tiếp đạp tới thiên linh cái diệp phàm mỗi lần đều chấn vỡ vòng trời hơi từ mồm miệng phun ra bật thành hình cầu long, lực long tượng không khổ kiệt. Diệp Phàm lấy làm kỳ lạ, còn long mã này cường đại vượt qua tưởng tượng người bình thường, có thể rằng co được với hắn thì khẳng định tuyệt đối là dị sổ, là thần mã hạn thế do thiên địa dựng dục ra. Hắn đánh giá một phen, còn long mã này chân có thể đánh tan ánh sáng, lực lượng có thể so với sao băng đánh lên đại địa, đạp chết loại nhân vật đã trảm đạo như giáo hoàng đúng là không tốn bao nhiêu sức. Dùng hình tượng di sơn đảo hải với nó cũng không còn chính xác lòng mã lại hí dài một tiếng, lông mau trên cổ như hỏa diễm này lên, toàn thân loái ra xích quang, thần tuấn vô cùng. Bị Diệp Phàm đánh ra mấy trường, khóe miệng nó tràn ra một lũ máu nhưng cùng không đáng ngại, tinh lực nó tràn đầy, bốn vó đạp xuống, những ngọn núi trong phạm vi mười dặm bị nó đánh thành bột mịn, hóa thành bụi phấn. Lực lượng bản thân nó vô cùng dọa người. Nó lại vọt lên, lần này khiến thần quang sôi trào, bao phủ thiên địa. Một đôi lòng rác trên đầu nó rung động bong bong, bổ ra ngàn vạn lũ kiếm ba màu đỏ, san bằng cả khu vực này. Tiểu Tùng lưng đeo một sọt dược liệu, tránh trên vai Diệp Phàm, nhìn đối phương chân chối, vô cùng hâm mộ loại lực lượng cường đại này, lầm ba lầm bầm. Diệp Phàm ra tay càng lúc càng nặng, còn lòng mã này hoàn toàn có thể chịu đựng được lực đạo của hắn, chỉ biết nói rằng đây đúng là loài dị chủng hiếm có trên đời, không thể là thần thai của thiên địa, giống. Đột nhiên, từ xa xa truyền tới một tiếng tây giống từ đường chân trời nổi lên một trận huyết khí, có ba đạo trùng sáng bắn về phía bên này, như ba cây cột chống trời, xuyên thấu cửu thiên. Màu quang diệp phàm hương hực, có hẳn ba vị tràm đạo tới đây. Tiền mạch cô lôn này đúng là kinh người, tổng cộng có tới bốn vị vương giả, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Xa xa, cạt bay đá chạy, một ít ngọn núi đều bị nhổ tận gốc, bị thổi tới giữa hư không. Tiểu Tùng hơi sợ hãi, thần sắc khẩn trương, ôm lấy sọt dược liệu, ngoan ngoãn ngồi trên đầu vai diệp phàm dùng một móng vuốt bắt lấy áo hắn thật chặt, không chịu buông ra. Mặc dù bốn vị trảm đạo đồng thời đánh tới, nhưng Diệp Phàm không quan tâm. Trong phiến thiên địa này, người có thể đả thương được hắn còn chưa xuất thế. Nhưng sự tình lại vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Ba vị cổ yêu trảm đạo và long mà cùng không phải cùng một phe, thấy nó gặp rủi ro thì đều đánh về phía nó. Lòng mãi hí dài, ánh lửa toàn thân càng tăng lên, cả người đỏ thầm như máu, yên hà sôi trào, miệng mùi phun ra từng đạo khí trụ hình rồng. Diệp Phàm thấy thế liền lui sang một bên, không hề ra tay. Chạm trán bốn đại vương giả trong tiên mạch côn lôn, Diệp Phàm cùng muốn nhìn một chút, yêu khí vọt tới, không giống khí thế mà như một mảnh đại sơn ép tới, ngoại trừ những người chàm đạo thì không ai có thể chịu đựng nổi. Sư tử màu hoàng kim và lão dao kia sớm đã chảy mất tâm mất tích. Hồng! Một tiếng mãng ngưu vang lên, một con trâu lớn như một tòa núi nhỏ, toàn thân óng ánh, trên đầu có hai cái sừng lao tới. Đây là một con ngưu vương, bộ lông loái sáng, cao tới trăm trượng, cứ thế lao tới, lực lượng rất kinh người, một đôi sừng lớn đâm thẳng về phía lòng mà. Bên kia có một con hắc viên chân đạp thiên hạ, cả người tràn ngập hắc vụ, cao tới trăm trượng, giống như thiên thần gào rít, trong tay cầm một cây trường đao, ô quang lạnh lạnh, chen treo xuống. Nhân vật thứ ba chính là một đạo nhân, hắn lựa chọn hóa thành hình người, đầu đội mù tử kim, sắc mặt vàng như nến. Thoạt nhìn như mang bệnh nhưng lại là một gã đáng sợ vì trong tay có một cây long thương màu đen, tàn mát ra khí cơ khủng bố. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến bọn họ có gan tấn công. Đạo nhân cầm thương ở giữa công tới long mã khiến nó rất kiêng kỵ, không thể không tránh né. Diệp Phàm mờ ra thiên mục nhìn về phía cây trường thương màu đen trong tay lão đạo nhân, trong lòng khẽ giật mình. Đây là binh khí gì, không ngờ khiến cơ thể hắn cùng có chút cảm giác lạnh lẽo. Lòng mã, cây thương này hôm nay đã kích hoạt, người bạn chắc rồi, đưa hỏa thần quật ra đi. Lão đạo nhân quát lớn, một đạo ổ quang hình cây thương vọt tới, đâm nát trời cao. Ba gã vương tràng đạo kia đều rất mạnh, không phải là hạng người suy yếu. Vì cây long thương này khiến long mà lâm vào bị động, mệt mỏi ứng phó, nguy hiểm rình rập. Diệp phàm không ra tay, cùng tiểu tùng thơ ơi lạnh nhạt. Bốn vị thú vương ẩu đà trong tiên mạch côn lôn, giết cho nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm, yêu khí tràn ngập ngàn dặm. Ông! Đột nhiên, trường thương màu đen run lên cổ khí cờ kinh thế kia giật tắt quy về ảm đạm ô quang than liễm biến mất hoàn toàn long mà hí dài một tiếng cả người loái ra ánh lửa bừng bừng nhảy lên nó lập tức khôi phục khí thế cường thịnh đánh tan yêu khí bát phương căn khôn tái hiện Khi song phương rằng co trong mắt long mà tràn ngập khinh thường vô cùng ngạo khí nhìn ba con thú vương này nhất là tên đạo nhân với làn da vàng như nến kia ngô vương viên vương và đạo nhân kia thoáng nhìn nhau rồi xoay người bước đi bọn họ cậy vào cây trường thương mới dám tới, nhưng không ngờ lại thất bại trong gang tấc, thần uy không thể kéo dài hơn. Long mà phản kích, nhanh như tia chóp, mười phương đều có lôi đỉnh đánh xuống, nơi nơi đều là ánh lửa, còn có đạo đạo thiểm điện bắn xuống. Nó ngự quang mà đi, bùng. Thần mã vô cùng nhanh nhẹn và dữ tợn, nháy mắt đã đánh cho ngưu vương đứt cân đoạn cốt. Sau đó, lòng rác rái lên, bắn ra một mảnh đạo ngân, khiến viên vương kia phun huyết, ngã sấp xuống mặt đất. ầm. Cuối cùng, nó lao về phía lão đạo nhân, hai vó như đại ấn thiên đế đạp xuống. Lão đạo nhân dùng cây trường thương đón đánh nhưng lập tức bị chấn văng đi, hộ khẩu nổ tung, toàn thân đầy máu. Diệp phàm gật đầu, không hổ là long mà do thiên địa sinh dưỡng, không phải xuất phát từ phàm thai, vương giả tràm đạo đối kháng cùng bị bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng giành được chiến thắng. Với nó, loại sức chiến đấu này đều là tiên tam cảnh, thế gian gần như khó có địch thủ có thể chấn áp được nó. Vừa rồi, nó chỉ là ủy kỵ cây trường thương kia mà thôi lòng mà vô cùng khinh thường ba gà thú vương này dù có thể nhưng vừa rồi cùng chưa hạ sát thủ đối với đạo nhân kia quan hệ song phương dường như rất phức tạp Kèm. diệp phàm vận chuyển bí quyết chữ binh nháy mắt thu lấy cây trường thương ở xa xa nó toàn thân đèn nhánh trên đó có một con chân long quấn quanh không biết được luyện thành từ loại kim loại nào nặng tới mấy vạn cân mùi thương vô cùng sắc bén nhưng lại ảm đạm vô quang diệp phàm cầm nó trong tay nhảy gua một vòng áp bách ra một cỗ dòng khí cường đại xuyên thấu hư không hắn chỉ hơi dùng lực một ngọn núi cách đó chừng 10 dặm lập tức bị xuyên thủng đổ sập xuống diệp phàm không cảm giác được loại đạo tắc đặc biệt nào nhưng binh khí này hiển nhiên bất phàm hắn dùng lực thử bẻ gãy nhưng cùng không được vô cùng chắc chắn hiện tại những binh khí vương giả cùng khó có thể thương tổn thân thể hắn phần lớn có thể dễ dàng hủy diệt không đặt vào mắt ngoại trừ long mà ba vị thú vương sợ hãi thấy diệp phàm giơ chân nhất tay phẳng phất như thiên thần một thường đánh ra khiến một ngọn núi lớn ngoài mười dặm đổ sụp đã biểu hiện ra phong phạm cao thủ tuyệt thế của hắn long mà dự cảm không ổn muốn chạy trốn nhưng diệp phàm lại động hắn thi triển bí quyết chữ hành sau đó xuất hiện trên người hắn tàn mát ra oai lực lôi đình còn thần mã do thiên địa dưỡng dục ra này lập tức bạo nộ từ trước tới nay tính khí nó vô cùng cao ngạo làm sao cho phép ai ngồi lên người mình nó lập tức thi triển các loại đạo tắc thần thông toàn thân phát ra tiên quang hừng hực như muôn đốt cháy diệp phàm nhưng mà diệp phàm ngồi vững trên lưng nó tay cầm long thương như cắm rễ không hề nhúc nhích các loại bí thuật pháp tắc không hề có ý nghĩa với hắn long mà giống giận chạy tới chạy lui giữa trời khiến bốn phương run rẩy nó phẫn nộ công nhận thân khủng bố đạp toái không biết bao nhiêu núi sông phát nát vô số long mạch nhưng không thể dày ra được diệp phàm trên lưng hắn Diệp Phạm Hạ quyết tâm phải thu phục Long mà này cổ thư có ghi lại rằng thần mã chỉ có thánh hoàng thượng cổ mới có thể thu được, rất bất phàm. Trong mơ hồ, đó đại biểu một loại thiên vận, có thể một ngày mã đạp tinh vực. Hắn vừa rồi từng thử qua, tốc độ của Long mà gần đạt tới bí quyết chữ hành, có thể sánh bằng lôi điện, nhanh tới khó tin. Long mà không chịu khuất phục, bà con thú vương kia lại khiếp sợ vô cùng, hướng về phía hắn biểu đạt thiện ý, nguyện tặng hắn cây Long thương này và nói ra lai lịch Long mà cây thương này rất thần bí đúng là từ vực ngoại bay tới sát nhập vào tiên mạch côn lôn cùng một đoàn hỏa thần nguyên ai cũng không biết đây là thần vật gì diệp phàm giật mình cây trường thương này quả nhiên có lai lịch không tầm thường từ vực ngoại bay tới cho thấy khẳng định có cường giả đại chiến sinh tử trong tinh không đánh bay bình khí Đầy hơn phần nữa là thần vật cấp thánh nhân nhiều năm qua mà không có người tới tìm lại cho thấy chủ nhân chắc rằng đã tàn thân ngô vương viên vương đạo nhân và long mà vốn nước sông không phạm nước giếng còn có giao tình nhất định nhưng cuối cùng vì tranh đoạt hỏa thần nguyên cho nên hình thành mâu thuẫn. Từ đó về sau thường xuyên phát sinh tranh đấu. Lòng thương bị lão nhân thu được, hỏa thần nguyên kết hợp với tiên mạch côn lôn, hóa thành một loại năng lượng kỳ dị, hình thành một tòa động phủ. Ở bên trong đó tu luyện sẽ thu được ích lợi cực lớn. Diệp phàm cưỡi trên lòng mà, dù nó gây sức ép thế nào cùng vô ích, vẫn vững như thái sơn, vươn tay dùng sức đánh một chảo. Lòng đất lập tức rung động u u, một cỗ ánh lửa vọt lên một đoàn thần hoa trói mắt lao ra khỏi lòng đất. Đây là hỏa thần nguyên, rốt cục là gì? Hắn nhìn trăm trăm đoàn chất lỏng kia, hừng hực và kết dính như dung nhạp, linh khí tiếp xúc liền hóa thành từng đợt ánh sáng, khiến toàn thân thư thái, có thể gia tốc tu luyện. Diệp phàm không khách khí chém xuống một nửa, thu vào trong tiểu đỉnh, một nửa khác để lại cho ba vị thú vương. Sau đó hắn vỗ vỗ đầu long mã nói. Ngươi và ba người bọn họ coi như cùng có giao tình, chế nhau một ít không phải là tốt nhất sao, một nửa của người ta sẽ giữ cho ngươi, từ nay theo ta đi. Long mà nổi giận, không chịu khuất phục, diệp phàm cầm long thương chấn động, dùng sức đâm tới, một mảnh núi lớn phía trước lập tức nổ tung rồi biến mất, bị một kích của hắn đánh thành cho tàn. Người tuy là thần mã do thiên địa sinh dưỡng nhưng tu vi cùng tư chất bản thân quá yếu, theo ta, ta sẽ cho ngươi hành đạp tinh vực long mà vẫn như cũ không hề đồng ý nhưng người trên lưng hắn lại không làm sao mà dãy ra được nhưng thân thể cùng không chịu khống chế nó liền lao về phía trước tới mảnh tịnh thổ có hy vọng dựng dục thành tiên kia tiểu tùng nhảy tới trước long mà từ sọt dược liệu lấy ra một cốc bảo dược cho nó ăn biểu đạt thiện ý nhưng kết quả thiếu chút nữa bị nó hất văng đi lập tức lao lại lên người diệp phàm hai ngày sau diệp phàm đi tới chỗ sâu nhất thấy mảnh tịnh thổ có hy vọng dựng dục thành tiên nhưng rút cục khó có thể tiến thêm một bước vì khuyết thiếu một phần bản đồ thứ 9. Cảnh tượng phía trước bao la hùng vĩ, vô cùng kinh người, có thể thấy được nơi thật sự dựng tục thành tiên. Loại địa thế này vượt qua lễ thường, Diệp Phàm Bình sinh ít thấy, tổng cộng có cả ngàn ngọn sơn phong, cả đám tập trung một chỗ, hình thành một sân cốc, mỗi ngọn núi đều như một đầu rồng. Miệng mỗi đầu rồng này đều hướng ra bên ngoài, phun ra tinh hoa, tiên khí đầy trời, bốc lên, ngưng tụ trong cốc, vô cùng thần bí khó lường. diệt Phàm ngây dại, lúc đầu tưởng là đầu dòng người ta khắc nên, tài nghệ điêu luyện nhưng sau khi nhìn kỹ lại rất rung động. Đây hoàn toàn là tự nhiên hình thành, hơn vạn ngọn núi, mỗi ngọn được tinh khí một viên cổ tinh tầm bổ, thân mình đều đã thông linh, hóa thành trí bảo nhân gian, tự ý chí thần linh tự chủ. Có thể nói hơn vạn ngọn núi là thiên địa tự nhiên hình thành, những đầu dồn kia không biết là kết quả dựng dục của bao nhiêu cổ tinh trong bao nhiêu năm tháng có chừng hơn vạn thân rồng dưới địa mạch chỉ có đầu rồng là vươn lên phun ra các loại tinh hoa thiên địa tầm bổ thành tiên địa tiên thực không thể tưởng tượng được diệp phàm kinh thán loại địa thế này quả nhiên cực tuyệt dù không có hy vọng dựng dục thành tiên nhưng hơn vạn điều chân long này như muốn thức tỉnh đều có ý chí thần linh đây là hy vọng của rất nhiều cổ tinh sau khi khô kiệt dựng ra những con chân long này nêu thức tỉnh đó chính là vạn long thăng thiên bao la hùng vĩ chúng nó cùng nhau phun tinh hoa, hóa thành một mảnh tiên địa, quả thật là thủ đoạn nghịch thiên. Diệp Phàm tự nhủ nói, sau đó giật mình một cái. Loại thủ đoạn này dường như vượt qua nguyên thiên sư, sự hiểu biết, nắm dò với thiên địa càng thêm sâu sắc. Những đầu rồng này tuyệt đối là do tự nhiên dưỡng thành, dạng nhân vật nào mới có thể tạo ra hết thảy. Nháy mắt, hắn nghi tới rất nhiều điều. Trong vạn năm trước, chỉ có một thế lực lớn có loại năng lượng này, đó chính là thiên đình. Truyền thừa của Nguyên Thiên Sư thật thần bí, không biết khởi thủy, chẳng lẽ đã hình thành trước cả thời Thái cổ sao? Diệp Phàm nghĩ tới một loại khả năng, 99 Long Sơn nếu do Thiên Đình khống chế, buông xuống từng viên sinh mệnh cổ tinh, như vậy đến tốt cùng là ai đã cho bọn họ loại phương pháp này, chẳng lẽ nói, Thiên Đình cổ có một nhân vật cao siêu vượt xa Nguyên Thiên Sư, cung cấp loại phương pháp siêu tưởng này? Diệp Phàm bị dọa cho giật mình, lối suy nghĩ này lập tức chiếm cứ hết đầu óc hắn, suy diễn ra rất nhiều. Thần triều vũ hóa là lực lượng còn sót lại của thiên đình năm đó sao? Ngay sau đó, Diệp Phàm nghĩ tới tình cảnh của Nguyên Thiên Sư lúc về già, nổi lên mấy vạn âm binh mượn đường, có liên quan với thiên đình sao? Đây là nơi dựng tiên, ta không ngờ lại tới được nơi này, đi thật xa so với họ dung thành, nếu thối lui thì đúng là không cam lòng. Ánh mắt Diệp Phàm sáng bừng lên hắn nhìn chăm trầm vạn ngọn núi đầu rồng, cự long xoay quanh, ngàn vạn đại long ngẩng đầu tê minh, tất cả đều là long khí biến thành. Trong trung tâm tiên cốc mở mịt dâng lên một mảnh thụy khí, đủ loại ánh sáng tràn ra, tiên quang bắn về bốn phía. Trong đó đến tột cùng như thế nào, Diệp Phàm vô cùng muốn biết. Lòng mã phun ra hai đạo bạch khí hình rồng, nó tâm tồn kính sợ với địa phương này, không dám dương oai, trở nên bình tĩnh lại, không rằng co với Diệp Phàm nữa. Diệp Phàm đi vòng qua địa phương này, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn vạn tòa long thủ phong bức ra sát khí, không có phần bản đồ cuối cùng, hắn không thể tiến vào. Tiểu Tùng đã sớm khó có thể yên chân, nó nhìn thấy phiền phiền dược liệu trong tiên địa kia, dược hương thơm ngát tràn ra khiến hai mắt phát sáng. Năm tháng dài lâu, có mấy ai có thể xâm nhập vào địa phương này, có long khí và tiên quang tầm bổ, nơi này đã sớm thông linh, mỗi gốc dược thảo nơi này đều là vô giá hơn vạn ngọn núi đều có hình đầu rồng, từng tòa đều rất sống động, lòng uy khiếp người, đều là tự nhiên hóa thành, không ai có thể điêu khắc ra được. Mỗi một ngọn long thủ phong đều có bảo dược, như tạo thành từ chân châu và san hô, sáng lóa. Không chỉ nói tiểu tùng, dù là lòng mã, ánh mắt cũng sáng bừng, liên tiếp nuốt nước miếng. Hơn vạn tòa long thủ phong đều là trí bảo, thân núi có thể là thần liệu chế tạo binh khí, mà dược vật sinh trường trên đó lại càng không cần phải nói. Diệp Phàm không kìm nổi thở dài, rất nhiều sinh mệnh cổ tinh khô kiệt đàn sinh ra một chỗ tiên địa thế này quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa, khiến lòng người vô cùng rung động. Chỉ khoảng nửa khắc, Diệp Phàm đã nhìn thấy gần trăm gốc dược vương, tiên khí lượn lờ, toàn thân lóng lánh bảo quang, hấp dẫn vô cùng. Dược vương rất khó bồi dưỡng, cần không ngừng dùng linh nhũ đại địa dựng dục, sinh trưởng cũng phải trên 8 vạn năm mới được xưng là dược vương. Mấy ai có thể chờ được lâu như vậy, 8-9 vạn năm dù là đại đế cổ thì thọ mệnh cũng đã cạn, vô cùng khó đào tạo được. Cũng chỉ có thiên địa bực này, hấp thu tinh khí sinh mệnh cổ tinh, dựng dục vô số năm tháng mới có thể đàn sinh ra được. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, loại địa thế này vô cùng phi phàm, quả thật không có thiên lý. Hắn dùng nguyên thuật thăm dò nhưng không nhìn ra được một chút dấu vết can thiệp nào của con người. Nhưng là hắn có một loại dự cảm, có một trực giác bản năng của nguyên thiên sư. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy có người dùng thủ đoạn nghịch thiên dưỡng dục ra hết thảy, qua trăm vạn năm mới biến thành tự nhiên, không khác gì do thiên địa tự thành. Hắn đã tìm ra nhược điểm, không có phần bản đồ thứ 9, không thể đi vào khiến hắn rất không cam lòng, muốn thông qua nguyên thuật phá giải. Tiểu Tùng đeo sọt dược liệu nhỏ trên lưng, lòng vòng quanh long thủ phong, rất không yên lòng. Tiểu tử này hận không thể lập tức lao vào, cướp đoạt đám cổ dược kia. Lòng mã cũng phun ra lòng khí, tạm thời không so đo với diệp phàm hai mắt mở lớn không ngừng loài sáng nó đang lặng lẽ tính toán xem có cách gì thu được những thức ăn này không khi đi tới một bên diệp phàm ngẩn ra hắn thấy được một chỗ thần tích cách đó không xa là một mảnh mảnh nhỏ tinh vực sáng loá chỗ thần tích này vẫn ở trong phiến khu vực an toàn trên một núi đá lớn có mấy chục tinh tú lớn bằng nắm tay khảm vào đó sinh ra quang huy dịu dàng diệp phàm biết đây chân chính là tinh tú bị người ta luyện hóa thu nhỏ lại vì hắn cảm ứng được một loại khí tức bàng bạc khiến người ta hít thở không thông đây là loại thủ đoạn nghịch thiên bậc nào trong lòng diệp phàm sợ hãi luyện hóa mấy chục tinh tú để làm đẹp nơi này bảo vệ núi đá khiến người ta sợ hãi mấy người diệp phàm hơi tới gần mấy chục tinh tú này sáng lên diễn biến một mảnh nhỏ tinh vực tinh quang sáng lạn khối núi đá kia lập tức trở nên xa xôi vô tận như ở một phiến vũ trụ khác đây là thủ đoạn thông thiên triệt địa khiến người ta kinh thán buộc bọn họ phải lui về phía sau không muốn tạo ra phiền toái gì ở xa xa nghiên cứu những cổ tự trên thạch bích ta phải chết ai có thể giúp ta chiều cố người khắc những dòng chữ này dường như sinh mệnh lực khô kiệt vết khắc có chút hô giáp có chỗ rất mơ hồ thể hiện ra tâm tình tuyệt vọng và có tâm nguyên chưa hoàn thành cả ca của độc nhân hắn thật sự từng đi tới nơi này diệp phàm tự nhủ tình tú thay đổi liên tục một loạt hình ảnh xuất hiện như lịch sử đang được chiếu lên bị tinh tú lực tái hiện trên thế gian một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện hắn thì thào tự nhủ dường như không bỏ xuống được tinh không bên kia trên đó có một tấm mặt nạ quỷ vô cùng mất mát thần huyết yêu huyết phật huyết đều vương trên người nó lập tức sẽ tới phiên ta tử không đáng sợ nhưng ai có thể giúp ta chăm sóc nó nó còn quá nhỏ ta không yên lòng đạo thân ảnh mơ hồ này hướng về người bên cạnh cầu xin, nếu có thể trở lại phiến tinh không khác kia, mong bọn họ nhất định không được quên, giúp hắn bồi dưỡng. Diệp Phàm trầm mặc, đây nhất định là nơi mà sau khi độc nhân chứng đạo đã tìm được, dùng đại thần thông trở lại, biết được một màn năm đó, tình cảnh này khẳng định khiến nàng đứt từng khúc ruột. Cuối cùng, nàng hái trăng sao trên trời, luyện hóa một mảnh tinh vực, thủ hộ những hình ảnh cuối cùng này, khiến khối cự thạch được lưu giữ vĩnh viễn, giữ thế đồng tồn vượt qua nơi này diệp phàm đi một vòng quanh tiên địa này cẩn thận suy nghĩ bắt đầu dùng nguyên thuật tính toán vẽ chẳng chịt trên mặt đất không lâu sau hắn đổ mồ hôi đầy đầu trong lòng lạnh lẽo sự kỳ diệu của nơi này vượt xa so với trình độ nguyên thuật của hắn đây là một mảnh diệu lý do tự nhiên hình thành mỗi khối địa thế đều có mục đích dường như do thượng thiên bố cục thành nhưng mà sát khí là do có người hóa nhập địa thế hình thành tình thế nguy hiểm, điều khiến hắn đau đầu chính là đây là sát trận đại đế. Địa phương này tuyệt đối là một đế trận không chút sức mẻ, chỉ cần phát động tuyệt đối diệt sát, đường thời không ai có thể thoát được. Diệp Phàm cân nhắc hồi lâu, không thể đặt chân tiến vào. Nguyên thuật của hắn có thể thôi diễn một chút, nhưng đây chính là sát trận đại đế, không thể phá giải, đi tới nơi này mà phải quay về khiến người ta thật quể mải. Hắn loanh quanh hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không có cách này. Nửa tháng sau đó, hắn đều suy nghĩ tính toán, dùng toàn lực nhưng không thể có cách phá trận. Cuối cùng, Diệp Phàm nhìn thẳng một thứ, trong lòng Diệp Phàm khẽ động, đó chính là thứ độc nhân lưu lại, cũng từng được đầu chiến thánh hoàng nắm giữ, là bảo bối vô giá, tiên chân đồ. Diệp Phàm từ sau khi đạt được thứ này vẫn không tìm ra công dụng của nó, sau đó thỉnh giáo thánh nhân. Phỏng đoán ra đây là một bức tinh vực đồ vì nếu dùng đại pháp lực thúc dục thì trên đó có nhiều điểm tinh tú. Diệp Phạm đoán không ra, cũng không biết đã nghiên cứu tấm bản đồ này bao nhiêu đêm, nhưng vẫn không có thu hoạch. Nhưng mà, đúng lúc này bức bản đồ sinh ra biến hóa kỳ diệu, ở nơi này nó tản mát ra từng đợt tiên quang, bao phủ cả người hắn. Ô, đây là... Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Tiền trấn đồ vốn cũng rất quá sáng chói, như do tinh quang luyện thành, lúc này nó càng thêm phi phàm mặt trước của nó không có biến hóa gì dù vận chuyển đại pháp lực cũng chỉ như những tinh tú trên trời đêm nhưng mặt sau nó lại có biến hóa đôi mắt tiểu tùng chớp chớp cũng đi tới to mò nhìn ngó thiếu chút nữa còn rúc đầu vào diệp phàm nhanh chóng lật nó lại trái tim này lên mãnh liệt bởi vì hắn thấy được một bức bản đồ đầy đủ bức bản đồ này trùng hợp với bức tiên đồ mà cốt phiến hợp lại điều duy nhất chính là nó nhiều hơn một góc hoàn hảo không sứt mẻ tâm thần diệp phàm kích động dùng sức cầm tiên chân đồ này như sợ nó bay đi mất vậy máu huyết trong cơ thể như sôi trào ở thượng cổ chuẩn đế đại thành tranh nhau máu chảy đầu rơi nhưng vẫn chi là một bức tàn đồ không đầy đủ không ngờ lại là một bí mật kinh thiên như vậy ẩn chứa trong cuốn cổ quyền trường tồn muôn đời này thật sự vượt xa dự đoán của mọi người diệp phàm suy nghĩ trong khoảnh khắc này hắn liên tưởng rất nhiều nếu hắn tính không sai thì chín chiếc cốt phiến kia là từ cổ quyền này lạc ấn lại đây mới chân chính là nguyên bản. Hóa ra bí đồ đầy đủ không sứt mẻ lại luôn bên người ta. Diệp Phàm cảm khái, mấy năm qua, hắn vận dụng hết thảy lực lượng, cầu sự giúp đỡ của đạo môn trung thổ, tới tận Ấn Độ hỏi tìm Phật giáo, đi tới đàn tràng cổ xưa ở Ai Cập, thu thập cốt phiến. Kết quả vẫn không hợp thành bức bản đồ hoàn chỉnh, mà lúc này lại có sự biến chuyển bất ngờ này khiến hắn không biết nghi thế nào cho phải. Đồng thời, Diệp Phàm cũng mẫn duệ chú ý tới một thực tế. Ở mặt trái cổ quyền này, bản đồ chỉ mới chiếm một phần ba diện tích, dường như còn một phần cổ đồ trọng yếu khác chưa hiện ra. Phía sau còn hai phần khác, chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả nơi thành tiên này sao? Hắn không khỏi kinh dị, hắn cẩn thận quan khán, phía trái có ba chỗ, đã xác định rõ ràng, mà hai khu bên phải lại không quan hệ với phiến bản đồ này. Thứ này thật quý giá. Diệp Phàm cảm giác nặng như đang nâng cả một tinh cầu vậy. Phía mặt trái còn có ba khu vực, trong đó một cái hôm nay đã có đáp án, còn có nơi nào quan trọng hơn là nơi thành tiên. như vậy thì thứ ở mặt trước có giá trị như thế nào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. đúng rồi, Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều, đây tuyệt đối là thiên đình cổ lưu lại, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng, một ít cổ hoàng cũng từng thu được, cũng nghiên cứu rất lâu. hậu tử từng nói qua rằng ở cuối thời kỳ thái cổ, bức bản đồ này thuộc về phụ thân hắn đầu chiến thánh hoàng thường đêm đêm quan sát bản đồ này nhìn lên tình không sau đó trải qua năm tháng xa xôi bức cổ đồ này được cho là rơi vào tay thần triều vũ hóa bọn họ dựa theo cổ đồ này khắc lên cốt phiến sau đó trong một đêm thần triều hóa vũ hóa thành cho tàn tấm bản đồ này rơi vào tay độc nhân đại đế cho nên mới có cảnh tượng hỗn độn chìm nổi trong vạn lòng xào hết thảy những điều này liên kết lại với nhau tinh thần diệp phàm trở nên sáng rõ trên dòng sông lịch sử còn có những thánh hoàng, đại đế khác thu được cổ quyển này, chỉ là không muốn người khác biết mà thôi. Không chừng bất tử thiên hoàng cũng từng nghiên cứu bức bản đồ này. Thiên hoàng từ từng nói, phụ thân hắn năm đó cũng có ý muốn lập thiên đình nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không thể tiến hành. Tới hiện tại, Diệp Phàm đã có thể tin tưởng đây tuyệt đối là tiên chân mà vì nó, thiên đình đã bị tấn công, là báu vật có giá trị không thể ước lượng. Thật may mắn, nếu giờ có nhân vật cấp đại đế cổ xuất hiện, bức bản đồ này hiển nhiên không thể giữ được, chỉ có nhân vật bực đó mới có thể biết được hết giá trị của nó. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, cẩn thận đối chiếu, tìm ra một sinh lộ phức tạp để tiến sâu vào trong nơi thành tiên này. Cuối cùng, Diệp Phàm nhích người, đi về phía sâu trong nơi thành tiên, tiểu tùng tất nhiên là đi theo, vô cùng cao hứng, sau lưng là sọt dược liệu, chuẩn bị ngắt lấy dược phương cổ, miệng mũi long mã phun ra bạch khí, nội tâm dãy ruộng. Diệp Phàm đã nói rõ nó có thể rời đi, cũng không làm khó xử nó. Nó lúc này mới biết người trước mặt này có tiên đồ, có thể xâm nhập vào trong vạn tòa Long Thủ Phong, có thể đạt được bí mật thành tiên. Có thể nói đây là hấp dẫn mà không cái nào có thể kháng cực được. Long mà cũng không kìm nổi, cuối cùng cắn răng đi theo vào. Cả người nó nổi lên ánh lửa, đỏ thẫm như máu. Long lấn nhấp nháy, thân thể cường kiện, như một trận gió lướt tới gần. Diệp Phàm cười lớn, trực tiếp nhảy lên, cưỡi lên Long mà thần tuấn này nó như được luyện chế thành từ thần kim vô cùng cường đại hữu lực trong mắt long mà phun hòa thiếu chút nữa đã tung chân đá hắn xuống nhưng rút cục vẫn nhịn xuống hự một tiếng nó cắn một nửa cây cổ dược mà tiểu tùng đang đùa nghịch có nên phẫn nộ đó là của ta tiểu tùng sợ hãi lầm bầm trần trối nhìn nó ăn mất luôn gốc bảo thảo đã chừng sáu vạn năm tuổi nơi thành tiên này vô cùng không tầm thường có thể nói là siêu thoát phàm tục không nên tồn tại Mặt đất không phải là đất đá cùng bụi bặm mà là ngọc thủy lấp lánh, địa phương này không có một góc cỏ dại nào, những loài cây tầm thường không thể sinh trưởng, đây chính là ngọc điền thượng cổ, chỉ có bảo dược mới có thể sinh trưởng, tầng bậc rất cao. Tới nơi này rồi, Miệng Long mà không còn rảnh rỗi, nó thường xuyên gặm nhấm các loại lão dược có khắp nơi như cỏ dại, tinh khí tràn ngập bồn phía, tràn ngập màu sắc, Tiểu Tùng rất hưng phấn, liên tiếp tìm kiếm bảo bối xung quanh. Tới lúc này, sọt dược liệu của nó không chứa những linh quả tầm thường nữa, nếu cổ dược không có hòa hậu vạn năm thì không được đặt vào đó. Nó cầm sọt dược liệu, đôi mắt to nhìn lên trên những ngọn long thủ phong, đã sớm nhận ra mấy gốc dược vương chân chính, chuẩn bị lao lên hái vài cọng. Diệp Phàm lại rất cẩn thận, địa phương này nếu đi sai một bước, nháy mắt lập tức lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, sát trận đại đế nếu mở ra, dù là chuẩn đế tới cũng chết không toàn thay hắn càng đi vào trung tâm, trong lòng càng kính sợ. Không thể không nói đế trận đã vượt xa sự giải thích của hắn đối với nguyên thuật, chắc chắn có thần nhân nguyên thuật bày ra, ẩn chứa tuyệt sát. Dù ngươi đột phá sát trận đại đế cổ nhưng còn có cấm trận nguyên thiên, hai thứ giao hòa, hình thành một bức trảm tiên đồ, có vào mà không có ra. Hắn cầm cổ quyền trên tay, chăm chú đối chiếu. Bởi vì nếu hắn lầm một bước thì cả đời cũng không thể xoay người rời đi, chỉ có một con đường để đi nhưng vô cùng khúc chiết, rất ngoan ngoèo. Đột nhiên, thần sắc hắn ngương trọng, ở trong một mảnh rừng đá, hắn thấy được một người đang ngồi xếp bằng trên một khối thanh ngọc, bảo tướng trang nghiêm, luyện lờ tiền khí. Trên người hắn có từng đợt từng đợt khí cơ khủng bố tàn mát ra, vô cùng khiếp người, mỗi một lũ đều trầm trọng như vạn quân, như một mảnh ma sơn áp bách tới. Lòng mã khẽ ý, bốn vó loái ra ánh lửa trói sáng, toàn thân bắn ra một mảnh xích hà, lòng khí cuồn cuồn, bồng ngựa tạc lên, lòng lân dung chuyển. Tiểu Tùng lại hơi sợ hãi, nét vào bên người Diệp Phàm, không dám nói gì. Loại khí cơ này khiến nó khó có thể chống cự. Diệp Phàm tế Tiểu Đỉnh ra, buông xuống mẫu khí vạn trọng buông xuống, bảo hộ bọn họ vào trong. Trong lòng Diệp Phàm rất rung động, nơi thành tiên này không ngờ có nhân vật cái thế bực này, tuyệt đối không thể địch lại. Người này mặc đạo bảo cổ xưa, trên mái tóc xám có cắm một cây mộc châm, vẫn ngồi im không nhúc nhích, bị vũ khí nơi này vần quanh, khí tượng kinh người. Đại Thánh đây là một gã trí cường giả nhân tộc, Diệp Phàm lập tức có phán đoán, đây khẳng định là một vị đại thánh, loại khí cơ này hắn từng cảm ứng được trên người hồn thác đại thánh ở vương tộc Thái Cổ. Nơi thành tiên chính là một chỗ cấm địa sinh mệnh đáng sợ bậc nhất, không ai có thể xông qua, sao lại có người thủ hộ trong này? Diệp Phàm không thể giải đáp được câu hỏi này. Tiến bối Hắn nhạy giọng kêu lên, bỗng nhiên nhìn thấy một nhân vật như vậy khiến hắn có chút chuột dạ người ngồi phía trước không có chút phản ứng nào người này ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch màu xanh cao mấy trượng như một bức thạch điêu chỉ có tiên quang phun ra nuốt vào không đúng mặc dù có sinh cơ cường đại nhưng không có dao động thần thức người này hẳn là chết rồi diệp phàm rất nhanh làm ra phán đoán lập tức biến sắc mở thiên mục trong lòng tràn ngập kinh hãi đây chính là một vị đại thánh nhân tộc chẳng lẽ cứ vậy chết đi nơi này hắn quan sát cẩn thận, thân thể người này hoàn hảo không tổn hao gì, cơ thể vẫn còn sáng bóng, tiền khí theo lỗ chân lông vào ra, dường như đang thổ nạp, nhưng hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần thành khoảng không. Này, Diệp Phàm sợ run, người này hẳn là đã chết, dù thân thể không sứt mẻ nhưng lại không có linh hồn, không thể nói là hắn còn sống. Đây không phải là tọa hóa một cách tự nhiên, nếu không hắn hắn đã hóa đạo. Đây là một vị đại thánh thượng cổ bị đánh chết tươi, huyết nhục không khô, vẫn được bảo tồn. Thật quỷ dị, trông rất sống động, không khác gì người còn sống, thật đáng tiếc nhân vật bực này mà vẫn chết trong pháp trận, Diệp Phàm thấy vậy lại càng cẩn thận, không dám đi bừa. Hắn mở ra thiên mục, trong cơ thể đại thánh có một cây thần đăng, vẫn sang bất diệt cho tới ngày hôm nay, tràn ngập sinh cơ, chính là nó phun ra nuốt vào tiên quang, khiến thi thể như vẫn có sinh mệnh. Chí bảo của đại thánh. Diệp Phàm giật mình, đây tuyệt đối là bảo bối chỉ cách hắn có mấy trượng nhưng cũng đành thất vọng căn bản không thể thu lấy được nơi này chỉ có con đường nhỏ ngoằn ngoèo là an toàn chỉ cần bước nhầm sẽ hẳn phải chết người đại thánh này chính là bằng chứng và giáo huấn rõ ràng nhất bị diệt sát ngay ở nơi này diệp phàm thử vận chuyển bí quyết chữ binh không dám lỗ măng chỉ thử áp dụng với một hạt bụi ở ngoài con đường này kết quả phút chốc thiên địa thất sắc có lực lượng đủ chạm tiên đan vào giữa hư không hạt bụi kia lập tức bị đánh nát lũ thần niệm kia cũng hiện ra một trận đau nhức hắn nhanh chóng chặt đứt nhân quả trong lòng hoảng sợ địa phương này quả nhiên phi phàm không thể vọng động nếu không sẽ phải hối hận bọn họ tiếp tục đi tới quẹo trái rẽ phải tiến vào một mảnh núi đồi diệp phàm cảm ứng được từng trận huyết sát khí như có thể chém nát da thịt phá toái xương cốt đi thêm một đoạn nữa hắn lại gặp một mảnh màu đỏ trói mắt huyết khí bốc lên dù cách rất xa con đường nhỏ này nhưng cũng khiến người ta rất sợ hãi lại có một vị đại thành chết ở nơi này diệp phàm mở thiên mục ở trước một ngọn núi có một cỗ thi thể nhưng thảm thiết hơn nhiều so với cỗ thi thể lúc nãy người này máu thịt bầy nhầy bị đủ loại hỏa tinh thiếu đốt đương nhiên đi. hắn đã chết đi không thể cảm giác được những cơn đau như vậy nhưng thực tế lại rất thê thảm nửa trên thân mình bị đốt cho khô héo huyết khí bừng bừng bốc lên trong lòng diệp phàm chấn động đây không phải là do sát trận đại đế mà không ngờ lại là nguyên thiên cấm thuật vượt qua hết thầy sở học của hắn, mượn dùng lực lượng vạn tòa long thủ phong, đàn thành một mồi lửa tạo hóa, có thể diệt sát hết thầy sinh cơ. Chả nhẽ trên thế gian từng có một vị thánh hoàng dùng nguyên thuật chứng đạo, từng thuộc thiên đình cổ sao. Trong lòng Diệp Phàm nghi hoặc vì bất kể xem như thế nào, pháp trận cấm kỵ của nguyên thuật ở nơi này không hề thua kém sát trận đại đế cổ, bằng không cũng không tạo thành hai tầng phòng ngự như vậy. Hơn nữa, vạn tòa long thủ phong nơi này hơn phân nửa chính là do người này bố cục. Diệp Phàm đi thêm một khoảng rất xa, dọc đường tổng cộng thấy có ba vị đại thánh bỏ mạng nơi này, người thứ ba chỉ còn lại một ít xương cốt và từng vết máu nhỏ. Trong thời thượng cổ, Thánh Hiền chạy hết ra vực ngoại, không biết ba người này là từ cổ tinh nào tới, thi thể hài cốt cũng không cách nào được mai táng. Diệp Phàm thở dài, hắn cũng không thể có cách nào tiến lên hơn nữa những binh khí họ lưu lại cũng đủ khiến người ta lâm vào điên cuồng rút cục bọn họ sắp đi tới tiên cốc do vạn tòa long thủ phong tạo thành mà cũng đúng lúc này diệp phàm cảm nhận được một cô sát khí thấu xương dù có vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thân nhưng đều cảm giác lạnh thấm tim gan lòng má không hề đi tiếp bởi vì trên cơ thể nó đột nhiên nổi hết gân xanh như sắp phải băng khai cả người có rút tiểu tùng tránh trên vai diệp phàm cũng không chịu nổi May mắn, Diệp Phàm vẫn chú ý tới sự an nguy của nó, đã trước dùng đại bộ phận mậu khí bao lấy nó, mới không phát sinh bất ngờ. Um. Diệp Phàm khởi động một mảnh cuồng sáng, toàn thân tràn ngập huyết khí, bảo hộ Long Mã và Tiểu Tùng vào trong. Dù là thân thể hắn lúc này cũng khó có thể kháng cự được sát khí này. Đồng thời, hắn thúc giục vạn vật mau khí đỉnh, khiến nó thức tỉnh. Mậu khí căn nguyên lập tức buông xuống như thác, ngăn cách với ngoại giới, ngăn chặn sát khí lòng mã thở phào một cái, tiếp tục đi tới, mà Tiểu Tùng cũng kêu mấy tiếng, tránh trên đầu vai hắn, bộ dáng vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, thần sắc Diệp Phàm ngưng trọng, ở một sườn núi, hắn thấy được một khối thi thể băng toái, sát khí mãnh liệt chính là từ huyết nhục và bạch cốt của người này phát ra. Một vị chuẩn đế, tần thần Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, máu huyết trong cơ thể sôi trào, tim đập nhanh hơn hẳn, như lôi động cửu thiên, trong lòng trở nên nghiêm nghị hơn trăm khối toái cốt trắng nõn và máu huyết đỏ tươi trói mắt đang lấp lánh người này bị sát trận đại đế cổ đánh nát chuẩn đế thủ đoạn thông thiên có thể tranh đoạt tạo hóa thiên địa cổ kim được mấy người có thể nói bọn họ là những nhân vật vang dội cổ kim không ngờ chết thảm nơi này dù cách xa cả một dặm nhưng loại sát khí này vẫn khiến người ta khó có thể chịu đựng nếu là người trảm đạo khác thì chỉ sớm thân thể đã nứt nẻ rồi chỉ có thánh thể của diệp phàm mới có thể chống đỡ loại huyết mạch lực khủng bố bực này chết đi chừng một hai vạn năm mà còn có uy thế bực này, thật là khó tin. Diệp Phạm kinh thán, không biết người này tới từ viên cổ tinh nào mà cuối cùng phơi thân như vậy. Mặc dù không bị sát trận thái cổ ngăn cản, hắn cũng không có cách nào tới gần. Thì thể người này văng tung toái, khí cơ cuồn cuộn mãnh liệt, nếu đi tới cạnh sẽ lập tức hóa thành huyết nê. Dưới trăm chân chết không sợ ngã, thân là chuẩn đế còn đáng sợ hơn, dù đã chết nhưng người bình thường cũng khó có thể bằng được nơi thành tiên này thật sự khó tin ba vị đại thánh và một vị chuẩn đế chết nơi này diệp phàm cũng chỉ biết cảm thán nhìn thấy huyết mạch lực của chuẩn đế khủng bố như vậy hắn không kìm được phải nghĩ tới một ít chuyện cũ năm đó trái tim yêu đế nếu có sát khí sẽ cường đại bực nào quả thật không thể tưởng tượng được nếu không có thanh đế hóa giải sát khí trong máu năm đó khí tâm tạng từ trong âm phần hiện ra cả thiên địa cũng phải sụp đổ lúc ấy hắn mới đi trên con đường tu luyện cũng không hiểu biết nhiều chuyện này, không hiểu được sự khủng bố chân chính là như thế nào. Sau hắn nghe được Nhan Như Ngọc và Xích Long Đạo Nhân nói chuyện, hắn mới cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đó là bảo dược đế huyết mà thanh đế lưu lại cho hậu nhân, sớm hóa giải sát khí, bằng không một khi xuất thế, không ai có thể tới gần, sẽ dẫn phát một hồi sát kiếp không gì sánh nổi. Cũng như thần huyết mà thần kỳ sĩ Phạm Đế Cương đoạt được, đó chính là tinh huyết của một vị thánh hoàng thượng cổ lưu lại thế gian trải qua tế luyện của các đời tiền bối mới hóa giải sát khí trong đó. Nếu hấp thu vào cơ thể, thân thể chắc chắn không hoại, cường đại tới cực hạn. Đột nhiên, tiểu tùng bỏ đi sọt dược liệu, kinh ngạc nhìn phía trước, sắt mặt lộ ra dị sắc, nhẹ nhàng lay lay diệp phàm, khiến hắn xoay người nhìn lại. Diệp phàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rung động tới tột cùng, không dám tin vào mắt mình. Này, là sự thật chăng? Mà long mạ dưới chân hắn cũng nhìn ra, thiếu chút nữa trở nên điên cuồng, bốn vó đạp tới, gần như ném văng Diệp Phàm, muốn trực tiếp lao tới báu vật khiến đại đế cổ cũng phải chấn động này. Trên con đường phía trước có một kiện đồ vật hình tháp, cao nửa thước lẳng lặng đứng đó, như rơi từ trời cao xuống, tang thương mà đại khí, lưu động khí cơ không hiểu. Lòng mã biết nhìn hàng, lao mạnh về phía trước, nó xem qua cổ quyền trong tay Diệp Phàm, biết được vẫn đang ở trên tuyến đường an toàn, không có nguy hiểm. Diệp Phàm cảm thấy không được chân thật một khối tiên liệu lớn như vậy thật quá mức hư ảo, giống như đang mơ khiến người ta không dám tin. Đây là, thần ngân tử kim, thanh âm hắn run rẩy. Diệp Phàm đã từng thấy hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, tiên lệ lục kim, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tiên chân này, toàn thân trong suốt, phát ra ánh sáng mộng ảo, được xưng là thần ngân tử kim. Lòng má chạy như điên, trong miệng phun ra lòng khí, nhanh như tia chớp, còn cách khá xa đã muốn há mồm hút một cái muốn chiếm làm của riêng. Nhưng giờ khắc này nó đột nhiên cảm giác được một loại sát khí lành lạnh, nguyên thần cũng muốn tan biến khiến cả người co rút, rất nhanh dừng bước. Lúc này, dường như chỉ có tiểu tùng là coi như bình tĩnh. Nó chớp chớp đôi mắt, có chút mơ hồ, tuy cảm thấy thứ này rất bất phàm nhưng cũng không nhận ra. Đừng vọng động. Diệp phàm quát bảo long mã ngừng lại, một khối tiên liệu cỡ chừng nửa thước, không có chút tạp chất nào quả thật quá mức rung động giá trị không thể đong đo, dù là đại đế cổ cũng phải tim đập mạnh. Một khối hoàng huyết xích kim lớn bằng nắm tay cũng đủ khiến thiên hạ rung động, lâm vào điên cuồng, mà khối này lớn như vậy. Thần ngân tử kim bị luyện chế thành một tòa tháp cho thấy chủ nhân của nó nhất định pháp lực nghịch thiên. Loại bình khí này tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, nếu lỗ mãng chỉ có dẫn tới đại họa sát thân mà thôi. Là một kiện đế binh cực đạo sao? Trái tim diệp phàm đập bình bịch, hắn cũng không thể xác định được bởi vì nơi thành tiên này có các loại sát trận pháp tắc, che giấu hết thảy các loại khí cơ, khó có thể phán đoán chính xác. Một khối tiên liệu như vậy không ngờ được đặt nơi này, dù đại nhân vật lai lịch như thế nào đi nữa cũng sợ không chấp nhận được, ứng với không tồn tại, khiến người thường sợ hãi. Rốt cục, bọn họ đi tới cạnh nó, một cỗ sát khí kinh thiên tràn ra, công kích nguyên thần, lòng mã không thể tới gần hơn. Diệp phàm xuống ngựa, từng bước tiến tới, rốt cục thấy rõ được chỗ nguy hiểm trên thân tháp này có lây dính một vết máu đỏ tươi trói mắt sát khí hừng hực hắn không khỏi ngẩn ra không dám coi thường vọng động nhìn về phía thi thể hài cốt chuẩn đế kia tiên huyết trói sáng khí tức giọt máu này tương tự khí tức kia là thần huyết chuẩn đế tòa tháp này là của hắn ánh mắt diệp phàm nhấp nháy tạo hóa phải tới bực nào mới có thể thu được một khối tiên liệu lớn như vậy còn thành công tạo ra khí phôi thật đúng là kinh người tiền liệu mà dù là đại đế cổ cũng khó tìm được vậy nhưng hắn lại có được một khối lớn bực này con đường phía trước phải sáng lạn huy hoàng đạt tới đỉnh phong mới đúng diệp phàm tự nhủ tạo hóa người này đúng là nghịch thiên có thể nói là nhân vật chính của một thời đại nhưng cuối cùng lại vượt ra ngoài dự đoán mọi người số mệnh đạt tới chuẩn đế rồi chết thảm nơi này thiên tâm khó do một người có tiền đồ vô lượng không ngờ bị chết nơi này Diệp Phàm có lý do tin tưởng người này là một nhân vật nghịch thiên ở một cổ tinh nào đó, nếu không gặp bất chắc thì đã có thể chứng đạo thành đế, nhưng mà tiết lộ đầy gập ghềnh, bất cứ nhân kiệt bậc nhất nào cũng có thể phải hóa thành xương trắng. Điều này cũng chứng minh rằng thành tiên địa này thật đáng sợ, một vị chuẩn đế có tạo hóa như vậy mà cũng gặp đại nạn, ở đây không thể nghịch thiên, dù là thiên vận cũng có thể bị tức sạch sẽ. Điều này khiến trong lòng hắn càng thêm nghiêm nghị, càng không dám sơ suất, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Diệp Phàm lui về phía sau, khoảng cách đủ xa rồi vận chuyển bí quyết chữ binh, khiến mấy giọt máu chuẩn đế kia bong ra, tạm thời đặt sang một bên rồi thu lấy tử tháp kia. Thật là đại tạo hóa, đây chính là nguyên phôi cực đạo. Hắn quan sát lúc lâu rồi kết luận đây đúng là phôi thô của binh khí, còn chưa khắc đạo ngân pháp tắc, chứng minh chuẩn đế này năm đó vừa thu được không lâu. Tử tháp cao nửa thước tàn mát ra khí cơ tăng thương muôn đời, như một mảnh trời xanh trầm trụi nơi này, các loại tiên quang lượn lờ trong nơi thành tiên này không thiếu tiên khí tầng bổ, khối phôi thô này không tổn hại chút nào, càng lúc càng thông linh. Thần tháp rất dày, tức tức lóng lánh, loái ra tử quang, trên đó có rất nhiều văn lạc, như thần linh khắc lên. Đây gọi là thần ngân, cũng được xưng là thể hiện hữu hình của đạo, là nguyên nhân nó có cái tên đó. Tiểu Tùng chớp mắt to, tò mò đánh giá, cảm giác là lạ. Bởi vì khối thần ngân tử kim này toàn thân loái ra tử mang rất xinh đẹp, thậm chí còn rất có linh tính lòng mã lại không khách khí, há mồm lớn muốn nuốt lấy. Phàm là sinh vật có linh tính đều muốn thu được loại nghịch thiên này, dùng là binh khí chứng đạo. Diệp Phàm giật nó đi, vừa lay vừa nói. Đây là của tiêu tùng. Hắn cẩn thận kiếm tra kim loại này, nhận thấy nó không có nguy hiểm, thật sự không khắc đạo ngân, là một phôi thô vô chủ, mới yên lòng. Tiểu tùng tới bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên cái đỉnh còn cao hơn nó rất nhiều, tử quang rực rỡ. Nó dùng sức nâng cái tháp lên nhưng đầu đổ đầy mồ hôi, không nâng nổi mà ngồi phịch xuống đất, sắc mặt lúng túng, căn bản không khiến cái tháp nhúc nhích được chút nào. Lòng má khinh thường, định nhân lúc cháy nhà hôi của, thu làm của riêng nhưng kết quả lại vô cùng kinh ngạc. Tòa tháp này nặng tới đáng sợ, chừng hơn mấy trăm vạn cân. Đây là một tiên liệu vô thượng, dù là phôi thô cũng đủ kinh thế. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Phàm, tiểu tùng gian nan nhất từ tháp lên nhưng lại bị chụp lên người, rốt cục không ra được diệp phàm mỉm cười nhấc tòa tháp để chấn động khắp tinh vực này lên thả tiểu tùng ra ngoài nói ta giúp ngươi thu nó vào trong chuông bạc người hàng ngày dùng tâm thần tế luyện ngay sau khi đã cường đại có thể tự do vận chuyển hắn lấy chiếc chuông từ chỗ tiểu thạch phật kia ra cẩn thận khắc một mảnh pháp trận không gian khó hiểu thu thần ngân tử kim tháp vào trong rồi giao cho Tiểu tùng có lẽ có một ngày ta sẽ rời khỏi viên cổ tinh này đi tới một phiến tinh vực khác nơi đó tràn ngập huyết tinh quá mức gian nan và nguy hiểm. Ta định lưu ngươi lại tiềm tu nơi này, nó chính là binh khí chứng đạo của ngươi. Tiểu Tùng nghe được những lời này lập tức sợ hãi, trong mắt đầy nước mắt, giao phôi thô này vào tay Diệp Phàm cầu xin hắn đừng rời đi, nếu đi cũng phải mang nó theo, không nên bỏ nó lại. Nói những lời này còn quá sớm, ta cũng chưa biết nên thế nào. Diệp Phàm cưng chiều xoa xoa đầu nó rồi nhìn lên bầu trời. Ở một tinh vực khác, tương lai tất có đại chiến, an bình ngắn ngủi, không duy trì được bao lâu tất cả chủng tộc đều sắp mở ra con đường thành tiên vì tranh đoạt cơ hội đã chờ đợi muôn đời này các đại nhân vật sẽ phải có một hồi huyết chiến kinh thiên lòng mã tuy rằng không phục nhưng cũng không có cách nào thần ngân tử kim tháp là của tiểu tùng do diệp phàm thu lấy nó không có lý do gì để chiếm làm của riêng địa cầu không phải là nơi tầm thường tương lai nếu ngươi có thể chứng đạo biết đâu có được đạo quả không thể tưởng tượng diệp phàm giúp nó thu lấy chiếc chuông cũng báo cho nó tốt nhất không nên dùng tới tiểu thạch phật sau này chỉ cần khiến tâm thần tiến nhập từ tháp mà thôi hắn đã có vạn vật mau khí đỉnh tháp này tuy rằng là thần chân nhưng đối với hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩa diệp phàm thi triển thủ đoạn thông thiên triệt địa thu lấy mấy giọt tiên huyết chuẩn đế vào trong đỉnh từ ý nghĩa nào đó mà nói thì đây là thần huyết có thể luyện thành thánh dược rất có trọng dụng bọn họ tiếp tục đi tới diệp phàm chỉ cho tiểu tùng cách tế luyện chứng đạo khí trước khi rời đi còn cần truyền thụ nó thật nhiều kinh nghiệm điều khiến hắn không biết nói gì là hắn thấy được áo nghĩa nhất khí phá vạn pháp trong suy nghĩ của tiểu tùng nó chuẩn bị đúc lại từ tháp này thành một cái tùng tháp cây tùng kết xuất ra quả rất giống hình tháp cho nên mới gọi là tùng tháp tiểu tử này cảm thấy nếu muốn tạo thành tháp thì nhất định phải có chút hình tượng tùng tháp mà thiên nhiên sinh trưởng ra là thích hợp nhất người có phải cảm thấy hạt cây tùng là loại thức ăn tốt nhất diệp phàm hỏi nó đúng thế nó theo bản năng trả lời sau đó lập tức đại quẫn được rồi tùng tháp thì tùng tháp bất kể là tên gọi hay hình dạng thì đều rất xứng đôi với ngươi diệp phàm cũng chỉ biết nói vậy bọn họ lại lên đường diệp phàm lẩm bẩm nói trên thế gian có mấy loại thần kim hoàng huyết xích kim tiên lệ lục kim Tường chuyển nếu rèn các loại này cùng một chỗ có thể tạo ra một loại chất liệu vô thượng, đáng tiếc xưa nay không ai có thể thành công. Tiểu tung lập tức lên tiếng, nổi lên tính trẻ con nói. Tương lai sẽ vì sư phụ tìm thêm mấy loại thần kim nữa, hòa với nhau tiến vào vạn vật mau khí đỉnh, rèn luyện thành binh khí đệ nhất trên thế gian. Diệp Phàm xoa xoa đầu nó không nói gì. Đối với hắn, có vạn vật mau khí căn nguyên đã đủ rồi, những thứ kia đúng là quá mức hư miểu, truyền thuyết cũng không nhất định là thật. Rút cục, bọn họ đi tới giữa Long Thủ Phong, đi lên một sân đạo, hơn vạn toàn Long Thủ Phong cùng tồn tại, vây kín thành một tòa tiên cốc, linh khí nồng đậm, ánh sáng nhiều màu khiến nơi này đặc biệt thần thánh. Bọn họ chân chính tiến nhập vào nơi thành tiên. Đây là một diệu thổ độc nhất vô nhị, có huyền cơ đoạt thiên địa tạo hóa cổ kim, có thể dựng dục thành tiên. Ở mỗi ngọn núi đều có vạn đạo tiên quang, trí thần trí thánh, trên mặt đất cũng sinh trường những bảo dược tối thiếu là hai vạn năm, mùi thơm nước muối. Diệp Phàm dọc theo sân đạo đi lên, Tiểu Tùng rất vui vẻ, ngắt lấy hai góc dược vương bên đường, đều là những linh dược trên 9 vạn năm, được nó cẩn thận đào ra. Cổ dược cao tới một thước, đối với nó cũng giống như bảo thụ, nhặt nháy sinh hà khiến Tiểu Tùng vô cùng cao hứng, mang một góc tới kính biếu Diệp Phàm, sau đó đầy thiện ý cho Long Mã một góc. Loại này có thể kéo dài thọ nguyên, dù là bắt đầu cổ tinh cũng là kỳ chân vô giá, khiến thánh nhân cũng phải cúi người, thần mã tự nhiên không khách khí thu lấy tuy nhiên không lập tức nuốt vào. Nó biết sự quý hiếm của dược vương, tạm để lại ngày sau chậm rãi luyện hóa. Con đường nhỏ này rất gập ghềnh, đi sai một bước chính là từ môn, vạn kiếp bất phục. Bọn người diệp phàm đi vòng qua, loanh quanh nhiều tòa long thủ phong rồi mới tiến vào trong cốc. Trong quá trình này, tiểu tùng là vui vẻ nhất, tổng cộng thu được 8 góc dược vương cổ, đều sinh trưởng trên đường an toàn. Người lưu lại, không cần đưa ta. Diệp phàm nói mỗi lúc đào được cốc nào, nó đều hiếu kính dâng cho sư phụ, nhưng đều bị Diệp Phàm dùng đại pháp lực lặng lẽ cho vào trung tùng tháp của nó. Sau này, hắn sẽ rời đi, tiểu tùng ở lại tu luyện một mình nơi này, khẳng định cần tới chúng. Cuối cùng, bọn họ tiến nhập lòng núi, ở sâu trong thung lũng, rốt cục cũng gặp được một cảnh tượng tráng lệ. Vạn tòa long thủ phong buông xuống tiên quang như những thác nước đổ xuống, nồng đậm như thực chất hóa, tụ về phía trung tâm thung lũng. Nơi đó có một đại tiên trì rộng một trượng, Tiên khí bốc lên, quang hà ức vạn lũ, rực rỡ trói mắt, bao phủ hơn phân nửa thung lũng. Hy vọng thành tiên liền dựng dục trong tiên trì này. Hai mắt diệp phàm bắn ra thần quang, trong thung lũng trời quang mây tạnh, chưa từng có địa phương nào có thể sánh bằng, khắp nơi là bảo dược khiến người ta lâm vào điên cuồng, nếu thu được thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, một loại hương thơm đặc biệt ập tới, không giống bình thường, siêu trần thoát phàm khiến diệp phàm chấn động nơi này tuyệt đối có một gốc bất tử thần dược. Nơi thành tiên chính là một địa phương vô cùng bí ẩn, từ xưa tới nay cũng không biết bao nhiêu nhân kiệt muốn vào xem tột cùng là gì nhưng tất cả đều phải nuốt hận mà chết. Hơn vạn tòa sơn phong cùng tồn tại, vây quanh tạo thành một thung lũng. Mỗi tòa đều là long thủ phong, đều mở ra miệng rộng, phun ra vạn đạo thác nước như tiên quang, hội tụ vào tiên trì ở trung tâm. Trong ao là Diệp Phàm nhìn không rõ, trong tiên trì với ước lũ thần quang kia sáng lạn trói mắt, dù mở ra thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu. Lòng mã lúc này cảm xúc cùng dao động mãnh liệt, bốn vó đạp xuống, khó có thể bình tĩnh, hận không thể lao lên. Nó sinh ra ở Côn Lôn tự nhiên biết được nơi thành tiên này, nhưng cùng chưa từng có cơ hội tiến vào. Thần sắc Diệp Phàm phấn chấn, một tay cầm cổ quyền, một tay lại bấm nút tính toán, rốt cục đi tới, mở ra muôn đời chi mê. Lúc này, bình tĩnh nhất chính là Tiểu Tùng, nó không nhiều tâm tự như vậy, tiên trì rộng hơn trượng kia chỉ khiến khó tò mò mà thôi, cũng rất động tâm với thứ còn hơn cả dược phương kia. Đây là tâm cảnh rất khó có được, cùng là nguyên nhân khiến đạo hạnh của nó có thể nhanh chóng tinh tiến. Đi! Diệp Phàm nhảy xuống Long Mã, tự mình dẫn đường phía trước, nơi đây vô cùng trọng yếu, liên quan tới việc sau này có thể thành tiên hay không tới nơi này rồi sát khí càng mạnh hơn, dù không phát động nhưng cùng khiến người ta tim đập nhanh. Đây vẫn là dưới hoàn cảnh tiên vụ tràn ngập khiến sát khí tiêu tan phần nửa. Có thể nhìn rõ giữa hư không có một văn lộ, tinh mịn, phức tạp khó hiểu đan vào thành một mảnh quỷ tích tinh vực, trải rộng khắp mọi ngõ ngách. Có thể tưởng tượng được một khi phát động tất nhiên sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trong phiến thành tiên này căn bản không thể phi hành, chỉ có tiên thảo là sinh trường được trên mặt đất đây chính là thủ đoạn của nguyên đế dù sát trận dày được nhưng lại có thể khiến thần dược sinh tồn dễ cây bọn chúng giao hòa với pháp tắc nơi này được tán thành nên mới sinh tồn được diệp phàm tự nhủ ngay sau đó hắn liền dùng mình một cái địa phương này pháp tắc và sát trận cường đại tới bực này khẳng định đã sinh ra thần linh trong trận như lời của hắc hoàng không sai nhất định là như vậy đồng tử hắn co rụt lại cẩn thận quan sát càng thêm tin tưởng phán đoán của mình Năm đó, người bày trận đạo hạnh thông thiên khiến pháp trận diễn biến ra ý chí thần linh, hóa thành một sinh linh do đạo ngân đan vào nhau. Chỉ có cầm cổ quyền này mới tiến vào trận này. Nó không chỉ là bản đồ chỉ ra con đường an toàn mà còn là tín vật. Bằng không, dù hiểu được vận chuyển pháp trận và bố cục thì hơn phân nửa cùng phải nuốt hận. Đại đế cổ có thủ đoạn không thể thăm dò, hóa phát trận làm hoạt linh, trận thể có thể tự do diễn biến. Hắc Hoàng nói qua đây là cảnh giới cao nhất của đạo văn và pháp trận, trong đó dựng dục một thần linh là biểu hiện nghịch thiên của đại đế cổ, giống như sinh mệnh của bọn họ kéo dài vậy. Địa thế trong cốc không bình thường, không có một hạt bụi, nơi nơi đều là dược điên ngọc chất. Người năm đó sớm dự đoán được, nơi đây nhất định có thể đàn sinh bảo dược, thậm chí là bất tử thần dược, xúc tiến cho tiên trì càng thêm thành khiết. Ở chỗ này, Diệp Phàm nhìn thấy có không biết bao nhiêu gốc dược vương, trong lòng chấn động mãnh liệt chúng tụ một chỗ thì còn quý giá hơn cả thần dược. Đáng tiếc, hắn cùng chỉ biết đỏ mắt mà thôi vì ngoại trừ những góc gặp được trên đường nhỏ, những chỗ khác dù gần trong gang tấc cũng không thể vọng động, bằng không tất dẫn tới họa xa thân. Lòng mã phun ra nuốt vào tiên quang, ánh mắt trừng lên, mà tiểu tùng lại không hề nhúc nhích, thì thoảng có dược vương xuất hiện thì nó thò tay ra ngắt mà thôi. Những yêu quả như từ mã não mài thành, trong suốt gất tử sơn, mùi thơm nước mùi những tiên lan như ngọc bích khắc thành, xanh biếc tươi mới, toàn thân phát sáng. Những dây leo tàn mát ánh sáng nhiều màu, tràn ngập vũ khí, mùi hương thấm lòng người. Các loại cổ dược nơi này nhiều không đếm xuể, phẩm chất khác nhau, chủng loại cực nhiều như sông vào một dược phố của tiên nhân, khắp nơi đều có báu vật. Mỗi một góc cổ dược đều tràn ngập lưu quang, sáng loá trói mắt, cùng có rất nhiều dược vương đã khô héo, mất đi ánh sáng, ngã xuống mặt đất, tinh khí phóng ra lại tầm bổ đất đai nơi này bởi vì thời gian quá lâu rồi, Dược Vương lại không phải là bất tử thần Dược, trưởng thành được khoảng 8-9 vạn năm sẽ dần héo đi, rồi chết. Nơi này có không biết bao nhiêu tiên đằng thần lan, đa số đám dược vương này đều là từ những góc dược vương đã chết này mầm sinh trưởng thành, hương suy thay đổi muôn đời, héo rũ rồi lại phồn vinh. Mấy người diệp phàm đi tới, chỉ di chuyển trong con đường nhỏ rất an toàn này, tiểu tùng trước sau thu được thêm mấy góc dược vương. Đây đúng là một hồi đại thu hoạch, truyền ra ngoài nhất định khiến người ta chân chối rốt cục tới gần sắp tới tiên trì lúc này diệp phàm cùng thấy được một bộ mộ phần vô cùng quái dị tọa lạc bên đường chặt đứt pháp trận trong tiên cốc hắn không thể không giật mình người này phải có đạo hạnh bực nào mới dám không kiêng nể gì phá hỏng sát trận đại đế đã đản sinh ý chí thần linh tạo ra một phần mộ thủ đoạn thật nghịch thiên diệp phàm mở ra thiên mục nhìn vào trong phần mộ này chỉ thấy mấy chục mảnh nhỏ hình thành một mặt nạ quỷ bên cạnh một mảnh quần áo dính đầy màu khiến thần sắc hắn chấn động. Mặt nạ quỷ này tràn ngập vết rách, tựa như khóc, tựa như cười, cười trong ưu thương, trong ưu thương có mím cười, giống y đúc dấu vết trên thôn thiên ma quán. Là hắn, hắn chết ở nơi này. Nhất định là thiêu niên kia, sau khi từ biệt độc nhân đại đế thì không còn gặp lại, sinh tử mờ mịt phơi thay nơi thành tiên này, không thể thoát khỏi vận mệnh. Ta chỉ là không yên lòng. Trong phần mộ kia, trên chiếc mặt nạ quỷ đã vỡ lại truyền ra một đạo thanh âm mỏng manh mang theo vẻ tiếc nuối không cam lòng mang theo cầu xin như vượt qua cả thiên cổ tấm mặt nạ này mặc dù chỉ là bằng đồng bình thường cùng thi công thô giáp nhưng có một loại thần vận khó hiểu khiến người ta thật rung động diệp phàm thở dài độc nhân đại đế dùng thần thuật cấm kỵ nghịch thiên tái hiện một ít tình cảnh lúc trước nàng muốn biết khiến một câu nói cuối cùng trước khi chết của thiếu niên kia vẫn không tiêu tan không vì thành tiên, chỉ vì nơi hồng trần này có huynh. Một thanh âm nữ nhân như từ chín tầng trời truyền tới khiến chư thần không kìm nổi phải run rẩy, trời đất cùng run rẩy. Diệp Phàm, Tiểu Tùng, Long Mã giật mình một cái. Một vị ngạo thị muôn đời, quan khán hiện tại, tương lai, một câu nói trường tồn muôn đời. Trước phần mộ này cùng không có văn bi, cùng không có đạo ngân đan vào nhưng lại vắt ngang pháp trận, trường tồn bất hủ, đúng là một loại thần tích, chỉ trong khoảnh khắc. Diệp Phàm nhìn thấy một cô bé, tuy chỉ 2 ba tuổi, thân ảnh rất mơ hồ, khuôn mặt không rõ ràng, chỉ có đôi mắt là tinh thuần, ẩn ẩn lệ quang đang thường khóc, quần áo đầy mảnh vá, đôi giày rách lộ cả ngón chân, bàn tay bất lực cố gắng muốn bắt cái gì đó. Hắn lắc mạnh đầu, phần mộ này vẫn là phần mộ chôn cất quần áo dính máu và mảnh vỡ mặt nạ quỷ, không có thứ gì khác. Diệp Phàm nghỉ chân một lúc rồi xoay người rời đi, trong lòng cảm khái. Độc nhân đại đế danh chấn muôn đời, tài tình bậc nhất sáng chế các loại công pháp khoáng thế mà có một nỗi bất hạnh như vậy, dù sừng sững chín tầng trời, khiến chúng thần sợ hãi nhưng cũng khó có thể thay đổi quá khứ. Mặc dù tính tình long mà dư dằn nhưng tại nơi này cũng rất ngoan ôn nốt, không dám thở mạnh, theo sát Diệp Phàm Cổ quyền mở ra, Diệp Phàm đối chiếu địa hình nơi này xuyên qua khu vực mà cổ kim không mấy ai tới được, đến gần tiên trì ở trung tâm nhất, từng đạo hà quang bắn ra, khiến bọn họ sáng bừng. Đây là một nơi khiến người ta say mê, tường quang dâng lên, thụy khí vạn đạo, trên đời khó có thể tìm được một hơi thứ hai thế này. Nếu là có thể tu luyện nơi này lâu dài thì tất có được đại thu hoạch, nhưng không có ai dám ở nơi này ngộ pháp lâu, vạn nhất dẫn động đại đạo, dung họp vào phiến sát trận này, tạo ra từng đạo sát tắc thì đúng là không chịu nổi hậu quả. Vù Một góc cổ dược trong dược điền nhoáng lên, lưu lại mùi hương thơm ngát khiến xương cốt người ta cùng như say mê, quang vụ nhập thể. Diệp Phàm và Long Mã, tiểu tùng phẳng phất như cử hà phi thăng, toàn thân thư thái, xương khớp rung động. Bất tử thần dược. Trong tiên cốc có một loại thần dược có thể tự hành chạy trốn, thần linh sinh ra từ pháp trận cùng không thương tổn nó, chạy về phía xa xa. Không Hổ là tiên địa, đúng là có một gốc bất tử thần dược. Diệp Phàm kinh thán, họ Dung Thành đã chiếm được một gốc, mà nơi này còn có một gốc khác. Tuy nhiên, ở một nơi thế này sinh ra loại thần dược này cùng chẳng có gì là lạ. Hắn nhớ tới lời nói của hà thủ ô liền dừng thân, hướng về phía xa xa truyền âm nói rằng tương lai nơi này sẽ có một hồi đại kiếp nạn, hỏi bất tử thần dược có nguyện ý đi với hắn hay không. Lòng mã ở một bên trận mắt há mồm, làm ngươi sao có thể vô sỉ như vậy, nếu muốn thu lấy bất tử thần dược mà rất đường hoàng, làm bộ dáng như là rất tối với nó vậy. Nhưng mà vượt ra ngoài dự đoán lòng mã, thần dược thật sự đáp lại, cùng dùng thần thức không quá cường đại truyền âm, nói Diệp Phàm nếu có thể thu đi hy vọng thành tiên, đại kiếp nạn nơi này cùng tự hóa giải mà nếu hắn khó có thể thủ đi thì nó sẽ theo hắn rời đi. Ánh sáng lưu động, tràn ngập quang vụ. Diệp Phàm không biết nói gì, cũng không nhìn thấy chân thân gốc thần dược kia, rõ ràng đang quyết định một trong hai, hắn thật đúng không biết làm thế nào với bất tử thần dược Diệp Phàm chỉ có thể lựa chọn rời đi, bất tử thần dược tuy rằng trên đời khó cầu, một viên cổ tinh không nhất thiết có thể sinh ra một cậy nhưng không phải tuyệt đối không gặp được, mà nơi thành tiên này lại là duy nhất trong cổ kim. Đoạn đường tiếp theo thật thuận lợi, bọn họ vẫn đi tới cạnh tiên trì, dọc đường này, tiểu tùng lại thu thêm 17 góc dược vương, chuyển ra bất cứ tinh vực nào cùng khiến người ta sợ hãi không dám tin. Đây đúng là kỳ tích. Đây là tiên trì, hy vọng dựng dục thành tiên. Thành âm Diệp Phàm run rẩy, rốt cục đi tới bên cạnh, khó có thể áp chế sự kích động trong lòng. Muôn đời chi mê này rốt cục hiện thế, toàn thân lòng mã nổi lên ánh lửa, hận không thể trực tiếp nhảy vào trong đó. Chỉ có Tiểu Tùng là rất im lặng, lưng đeo sọt dược liệu, đứng bên cạnh Diệp Phàm, từ mò đánh giá. Cái này, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hắn cẩn thận quan sát, nơi thành tiên này như một cái cuống rốn, bị người ta một trường đánh nát, biến thành một cái ao. Ai làm như vậy? Diệp Phàm lập tức biến sắc, chẳng lẽ nơi thành tiên này bị người ta lấy đi rồi, hoặc là đã hủy diệt, nhưng cùng không đúng, vừa rồi thần dược đã nói hy vọng thành tiên vẫn ở nơi này. Là độc nhân đại đế làm. Diệp Phàm lập tức nghĩ tới kết quả này, không kìm nổi hiện lên vẻ sợ hãi, vì đại đế này thật sự phi phàm, nhưng cùng đúng như lời nàng nói, không thể thành tiên hắn há mồm phun ra một ngụm tiên thiên tinh khí, muốn đánh bay đi vạn lụ ánh sáng do tiên trì bắn ra vì nơi này quá rực rỡ, khiến người ta khó có thể mở mắt. Tiên quang bị xé mở, hắn dùng thiên nhãn nhìn thẳng vào trong, tâm thần lập tức chấn động mãnh liệt. Hắn thấy được một vật dụng chuyên dùng để cúng tế, hy vọng thành tiên vẫn còn, trầm dưới đáy ao.